9 tháng 6. Hôm nay là ngày 9 tháng 6, chúng tôi là thuộc một số đại diện của câu lạc bộ nhiếp ảnh Thành Đông, thành phố Hải Dương đã xuống tới dòng sông, trên dòng sông của xóm 1 xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương để đi trải nghiệm cái mùa vải thiều trên cái dòng sông của xóm 1. Xin chào nhá, xin chào Tử Nghiêm nhá. Mà mua anh được lại cho. Ờ, ngồi đây. Xin chào đoàn nhá. À, anh đâu ẩn ở góc bên kia. Ô, Quảng Lợi đây. Ôi, quá đẹp luôn. Xin chào, xin chào tất cả mọi người. Chào Quang Chính. Xin chào anh. Giới thiệu với bà con nhân dân cả nước. Quảng Lợi. Đây là nhà nhiếp ảnh gia Quang Chính. Vâng, hôm nay thị trấn Gia Lộc. Hôm nay Hải Dương. Rất là vui được về Thanh Hà. Vâng. Vâng, được đi trên con thuyền nho nhỏ xinh xinh như này. Rất là mát. Vâng. Vâng, rất là hay. Vâng. Hoa lục bình trên dòng sông Thúy Lâm. Còn nhưng phải Thành Đông mà hôm nay có đồng đội Khương của tôi. À, xin chào đồng chí Khương. Đã chèo thuyền như vậy là đưa đoàn đi rất là an toàn và rất là hay. Đúng rồi. Trên dòng sông như vậy, hai bên bà cây cối như vậy xanh dần. Rồi, rồi, đúng rồi, rất là đẹp. Xin cảm ơn đồng chí Khương, bạn của đồng chí Văn, đồng ngũ rất là nhiệt tình với đoàn chúng tôi. Xin cảm ơn đồng chí nhiều. Rồi, rồi, rồi. Đây là dòng sông trên đất Thanh Sơn, Thanh Hà. Quả này hơi đắc địa. Đấy, đất Thanh Hà đẹp như thế này đây các bạn ạ. Và cũng chính nơi đây đã sản sinh ra rất nhiều những là một nơi địa danh của Thanh Hà mà nổi tiếng, mà đã mang lại nhiều những hoa thơm cháy ngọt. Vâng, và những nơi cuốn hút của những khách du lịch đến với đất Hải Dương chúng tôi. Bởi vì sao? Bởi vì mảnh đất này là một mảnh đất rất là trù phú và người dân nơi đây rất là thân thiện và họ gắn bó với mọi người, quý khách mến người lắm. Vâng. Trên đất Thanh Hà của chúng tôi thì báo cáo với các anh rằng là nơi vùng này là xung quanh là sông nước bao quanh. Cách đây gần 400 năm có cụ Hoàng Văn Cơm là đi làm ăn lưu bạt phương trời xa xôi, đã có duyên với quả vải và mang về một cây vải, hạt vải để trồng trên đất Thanh Hà Hải Dương, gọi là cây vải tổ của cụ Hoàng Văn Cơm. Đất Thanh Hà là hoa thơm trái ngọt, cho nên là xin mời tất cả các du khách trở về với Thanh Hà, về với Thanh Hà tỉnh Hải Dương để tham quan. Vốn là con mẹ con cha sinh ra ở đất Thanh Hà xứ Đông, quê anh nắm vải nhiều hồng, lắm cam nhiều quýt, đất trồng tươi xanh. Có về thăm mẹ cùng anh, thương em mẹ đã sẵn dành trái thơm, sau dùng chung một nồi cơm, mùi hương lúa mới thêm thơm nghĩa tình. Mẹ rằng tùy ý chúng mình thương nhau, mẹ sẽ cho sinh sống cùng. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào. Xin chào. Đây, nhãn đồng Thanh Hà đây, đồng chí Tử Nghiêu ơi. Thôi rất hay. Đấy, lại nhãn đồng Thanh Hà đây. Đấy. Nhãn đồng Thanh Hà. Xin chào nghệ sĩ Thanh Mai. Xin chào. Hôm nay cái vườn khu này thì vải mất mùa nhưng mà nhãn là rất được mùa. Cho nên là nhãn như các bạn nhìn thấy nhãn là chiếu trải chiếu chịt và rũ xuống dòng sông. Đấy. Đấy. Đi mãi trên bờ sông bây giờ mới tìm thấy mấy quả vải. Đấy, đoàn lại tiếp tục đi du hành. Wow, A Di Đà Phật. Nhà vợ ở đây hả? Xin chào, xin chào, xin chào tất cả mọi người. Chúc vui vẻ, chúc vui vẻ. Xin chào, xin chào. Xin chào nhá. Xin chào đoàn nhá. Không. Con luôn đi thay thì ở nhà chứ không đi làm gì. Xin chào nhá. Nửa cho đây cả nghệ sĩ Thanh Mai vào mới chùm vải này rồi mới đến đoàn. Thôi em cứ làm lèn thôi, bây giờ đang thuyền đang vào chỗ này đang đẹp đây anh. Đây đây. Có cả cây cau, có cả vải đằng trước đằng sau. Thank you. Đấy. Anh ơi, xong là anh tí anh chụp cho em một cái ảnh nhá. Rồi. Em ngồi dưới thuyền vải này. Rồi. Anh đi em ngồi nhé. Đây, đoàn đã đi du lịch trên dòng sông của xóm 1 xã Thanh Sơn. Đúng rồi.